biết rằng mai chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính kiên phong xưa, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trống gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời, quên đi vạn sầu nhớ. Ta cùng mơ ước nay về trên đất mẹ, tròn tình yêu mến quê. Các bạn thân mến, chúng ta đã quen thuộc với chủ đề loa trùng series và không trùng series thì cặp nào nghe hay hơn. Thì chắc hẳn các bạn còn nhớ tôi đã có video clip test chứng minh cho các bạn trên cùng một đồ đánh, cùng một mức chỉnh, cùng một model nhưng sử dụng một cặp trùng series và một cặp không trùng series. Thì các bạn nhận thấy đó là những cặp loa nó đẹp về hình thức và nó không có sự khác biệt về mặt âm thanh. Có trùng series hay không trùng series, âm thanh giống hệt như nhau. Và các bạn thấy có những bác thợ bán hàng thì lại thuốc với khách là những cặp trùng series hay hơn những cặp không trùng series để bán cao hơn. Thì đó là chiêu trò của thợ thôi. Còn các bạn nhớ nhé, những cặp loa trùng series và không trùng series âm thanh không khác gì nhau cả. Nó chỉ có một điều khác biệt, đó là nó có giá trị sưu tầm, tức là nó nâng cao cái giá trị tinh thần cho những người chơi, những người mua. Và chúng tôi vẫn nói rồi, trùng series có giá trị sưu tầm. Tôi có hai cặp Bose 601 series 3 trùng series, trước mắt các bạn là một cặp. Và bên kia là hai cặp thì cũng có một cặp trùng series. Và các bạn thấy những cặp trùng series đẹp như thế này thì trên thị trường hiện nay chắc chắn anh em sẽ bán cho các bạn giá khoảng tầm 48-50 triệu đồng, chắc chắn là như vậy. Nhưng các bạn thấy là trùng series và không trùng series, đấy, tôi vẫn bán đồng giá 44 triệu đồng một cặp. Giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển, không đẹp, không zin, không xịn, không lấy tiền các bạn. Và các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của chúng tôi để xem, hoặc các bạn có thể đề nghị chúng tôi gửi hình ảnh và các bạn có thể đặt cọc và chúng tôi sẽ chuyển hàng đến nơi cho các bạn. Và cước đương nhiên là các bạn sẽ phải chịu rồi, bởi vì tôi bán hàng mức giá cạnh tranh, không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Tôi nhắc lại các bạn nhé, Bose 601 series 3 tôi có hai cặp trùng series và một cặp thì không trùng series, nhưng đồng giá đều bán giá 44 triệu đồng. Và các bạn thấy tôi có 3 cặp, ở phía kia một cặp kìa. Và đây là hai cặp, đó là Bose 601 series 2. Thì có cả đời hai cọc, đời ba cọc, các bạn thích đời nào cũng được và giá như nhau, tất đều là 33 triệu đồng một cặp. Các bạn lấy cặp nào cũng được. Thì các bạn thân mến, các bạn hãy đến cơ sở của tôi để thưởng thức. Đêm sáng trăng anh đi dọc bờ sông, anh đi dọc niềm thương, nhìn trăng trên nước đôi, buồn ơi quá đôi, buồn ơi quá đôi từ khi em lấy chồng. Các bạn thân mến, nếu như chúng ta hồi ức một chút, chắc hẳn các bạn còn nhớ khoảng những thập niên 2000 cho đến hết những năm 2010, trên thị trường không có nhiều dòng loa để cho chúng ta lựa chọn. Và các bạn thấy là lúc này rất phổ biến những dòng loa của Yamaha Nhật Bản, rồi những dòng PV của Mỹ, và sau đó mới là những dòng JB, bởi lúc đó rất ít những dòng JB có mặt trên thị trường Việt Nam. Các bạn thấy hầu như các công sở, các hội trường, các quán nhạc sống, các quán cà phê vân vân hay sử dụng những dòng loa PV và Yamaha. Và tôi rất nhớ những dòng Yamaha như thế này, có suốt một thời gian dài chúng tôi đã sử dụng để kinh doanh ở quán cà phê nhạc sống, nghe nhau hát và hát cho nhau nghe. Và lâu lắm rồi hôm nay tôi mới kiếm lại được một cặp loa Yamaha 115H25 mã. Tôi nhắc lại với các bạn là cặp loa Yamaha 115H25 mã, đây là dòng loa của Nhật nhưng sản xuất tại Mỹ. Và các bạn thấy đây là một trong những dòng loa được những người chơi nhạc rất là yêu thích, bởi âm thanh của nó vô cùng bóc tách, chi tiết và tiếng rất là ấm. Nói đến dòng Yamaha thì các bạn biết rồi, có rất nhiều các lựa chọn từ các dòng nghe nhạc cho đến những dòng sân khấu biểu diễn, nhưng Yamaha lại rất thành công với dòng sân khấu biểu diễn, những dòng karaoke. Các bạn thân mến, tôi sẽ quét rất chi tiết hình ảnh để các bạn cùng theo dõi và gợi ý qua một vài cái phương pháp đấu nối phối ghép. Tất cả những yêu cầu về mua sắm các bạn hãy gọi điện và nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào ở gần có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và hiện nay các bạn có nhu cầu mua sắm những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc, những dòng đồ khô, những vị thuốc ngâm rượu dân gian thì các bạn có thể kết bạn và gọi điện theo số điện thoại đang hiển thị phía góc trái của màn hình.
Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát thật kỹ và các bạn sẽ nhận ra một cặp loa Yamaha 115H25 mã tuyệt đẹp Made in USA. Các bạn cứ tìm hiểu, các bạn biết ngay đây là model sản xuất tại Mỹ. Cặp loa tuyệt đẹp, các bạn thấy toàn thân bọc simili, đấy, giống như những dòng JB đấy, đấy, giống như những cặp JB cao cấp. Toàn thân bọc simili, đấy. Bo bốn góc, và các bạn thấy là cái họa tiết này làm cho nó đẹp hơn và nó kiên cố hơn, chắc chắn hơn. Tay sách ở hai bên rất là tiện cho các bạn khi chúng ta sách. Cặp loa này sử dụng một bát 40, các bạn quen thuộc với logo của Yamaha rồi. Bát 40, hai lỗ thu hơi phía dưới và một mid chép kèn rất lớn. Và cái e căng của nó này, đấy, bảo vệ cho chúng ta khỏi những dị vật tác động vào. Có lẽ chỉ thiếu cái thùng xốp nữa thôi. Và video này thì các bạn thấy là các bạn có thể vào YouTube gõ chữ Cương Audio Yamaha để các bạn thấy một cái video clip mà chú Thanh Liêm, người em của tôi đã tháo tất cả lòng phèo quay cho các bạn xem ngày hôm nay rồi. Cặp loa này thì chắc nhiều bạn đang băn khoăn về mức giá, thì xin thưa các bạn, cặp loa này có giá 15 triệu đồng. Chỉ 15 triệu đồng một cặp Yamaha sản xuất tại Mỹ, bát 40. Âm thanh thì uy lực dũng mãnh và rất là sáng ở giải cao, lát nữa tôi hát thử các bạn sẽ thấy. Các bạn có thể đánh bằng bất cứ con đẩy nào các bạn có, kể cả các bạn có thể sử dụng âm ly Jaguar 506N Agon 3000W mà tôi đang bán với giá 15 triệu đồng. Đánh nó cũng rất là tuyệt vời, dòng loa này độ nhạy rất là cao. Ở đây thì các bạn thấy là tôi đã giới thiệu đến các bạn một chiếc đẩy quốc dân, đó là đẩy Yamaha, xin lỗi các bạn, cái gì cũng Yamaha. Đó là con đẩy CAVSA1000, đây là con đẩy có bộ quản lý nguồn ở phía sau. Bốn cái đèn đang hiển thị này này là nó báo cho chúng ta biết là nó đang cấp nguồn cho bốn cái ổ cắm ở phía sau lưng. Nó là một bộ quản lý nguồn. Và khi các bạn mở lớn thì cái đèn nó sẽ nháy này. Khi chúng ta cho cái âm lượng lớn ấy, thì đèn đi ra hai kênh nó sẽ nháy. Lát nữa tôi sẽ cho cái nhạc trên điện thoại nó lớn, các bạn để ý các bạn test. Con đẩy này thì các bạn thấy là mỗi một kênh thổi ra 800W, đánh được rất nhiều các dòng loa full, các dòng loa nằm. Đẩy này có giá 8 triệu đồng, mới tinh 100% của hãng CAVS. Tôi đã có video quay lòng phèo và rất là chi tiết, các bạn có thể vào YouTube để tìm hiểu. Thứ hai là các bạn thấy ở giữa đó là vang số CAVSMX7, vừa chỉnh tay được, vừa có thể chỉnh máy tính, và chúng tôi sẽ chỉnh bằng máy tính rất là dễ dàng, có cả đĩa kèm theo, các bạn có thể tự cài máy tính các bạn chỉnh cũng được, và trên website của hãng cũng đã có video hướng dẫn các bạn cách chỉnh rồi. Con vang này có giá 3.500.000 đồng, đó là vang số CAVSMX7, rất là đẹp. Trên cùng là mic không dây CAVST4S1 đầu thu, hai tai mic tiếng rất là trong, các bạn biết rồi, khả năng tiết kiệm pin thông minh, và nó sử dụng băng tần UHF tăng cường khả năng liên lạc và bảo mật giữa đầu thu với tai mic. Chính vì vậy mà trong môi trường nhiễu sóng điện từ thì các bạn thấy nó không bao giờ bị lạc sóng, và giá chỉ có 3 triệu đồng một đầu thu hai tai mic, đó là mic CAVST4S, mua đúng T4S các bạn nhé. Lát nữa tôi sẽ test cho các bạn nghe thử. Ở bên này nếu như các bạn có điều kiện hơn một chút thì hãy mua một con vang, đó là vang Jaguar, vang Jaguar F900 Made in Korea, nhập khẩu từ Hàn Quốc, mới tinh 100%, giá 5.700.000 đồng. Đầy đủ các tính năng ăn chơi, ví dụ như kết nối không dây, Bluetooth, giải mã, rồi chạy USB, giải mã qua đường quang, rồi một đặc biệt là trang bị hệ thống bàn mixer đây, để các bạn có thể mix được giọng hát các bạn. Đầy đủ echo dì vật. Con vang này là vang mới 100%, Jaguar F900, con vang hay nhất của hãng Jaguar với giá 5.700.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Súp thì các bạn thấy đấy, súp của CAVS Bass 30 giá 6 triệu đồng. Bên này thì một bộ rất là cao cấp, tôi set up cho một bác ở Nam Định rồi. Bộ này thì có giá 50 triệu đồng. Một cặp loa CAVS ATV12 full từ Nelby Bass 30 giá giảm xuống còn 14 triệu đồng. Các bạn thấy đây là một trong dòng loa mà anh em đặt hàng tôi suốt năm qua, và có thể nói là một trong dòng loa đã làm nên tên tuổi của CAVS. Nó sử dụng cả bát cả chép đều là nam châm đất hiếm, nhưng lại bố trí dưới dạng từ neo bi, tức là dưới dạng bi dàn đều cái từ trường. Và cặp này thì các bạn thấy là mới tinh 100%, anh em mua rất là nhiều, hầu như tuần nào cũng có người mua. Các bạn thấy là những dòng loa rất là đáng chơi. Các bạn nhìn thấy một con đẩy 4 kênh của DB Acoustic này đấy, đặc biệt con vang số rất là đắt tiền, hơn 10 triệu đồng của DB Acoustic. Các bạn thấy đây là một con vang rất là đáng chơi đấy. Con vang số thì lát nữa tôi cũng test cho các bạn nghe thử. Cấu hình này thì tôi đã nhận đủ tiền của bác khách rồi. Các bạn thấy đó là mic không dây của DB Acoustic có giá 3.500.000 đồng. Mic không dây này thì các bạn thấy đó là mẫu K5000 của DB Acoustic. Quản lý nguồn và nâng tiếng, xin lỗi các bạn, đây là nâng tiếng của DB Acoustic giá 2.500.000 đồng. Dưới cùng là một con súp hơi cũng của DB Acoustic, bát 40. Các bạn thấy là chọn bộ là của DB Acoustic và chỉ có cặp loa là của CAVS thôi. Đánh với nhau rất hợp ở cái cấu hình này. Các bạn thấy khi tôi sử dụng những cái vang số của DB Acoustic đánh loa CAVS thì các bạn thấy là hầu như
Chúng ta nghe thấy tiếng bát của nó đã quá khủng khiếp rồi. Các bạn có thể vào YouTube để tìm hiểu. Các bạn thân mến, rất nhiều những cái dòng loa bãi, từ các dòng BMB 450 này, 850 này, các dòng 1000 này, 2000 này. Đấy, rồi những dòng 501 này, những dòng 500 này. Đấy, những dòng loa này thì sản xuất tại Nhật, BMB. Đấy, rồi những dòng loa DK này, những dòng loa KH sản xuất chính quốc. Đấy, những dòng DK sản xuất tại Anh, những dòng KH cũng... Rồi các bạn, dòng TB này các bạn này, TB này cũng sản xuất tại Mỹ này. Đấy, những dòng CAVS, những dòng JB 938, 935, 838, rồi 225, đủ cả, rất là nhiều các dòng sản phẩm. Các bạn nhớ là tôi rất nhiều các dòng sản phẩm, kể cả những dòng loa bốt. Biết rằng mai chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính tiên phong xưa, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù chông gai, ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời, quên đi vạn sầu nhớ. Ta cùng mơ ước nay về trên đất mẹ, tròn tình